Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 6, chương trình có những thông tin chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam Lào. Đến dự có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng cuộc thi, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận mạnh, quan hệ Việt Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy, phát triển và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Để cuộc thi đạt kết quả và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng phải tổ chức chỉ đạo để cuộc thi từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tính khách quan, khoa học, thiết thực, hiệu quả. Ban tuyên giáo các cấp triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức cuộc thi. Các tổ chức chính trị xã hội xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến sâu rộng về nội dung và thể lệ để đông đảo người dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đồng thời vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Lào. Cuộc thi sẽ diễn ra theo hai hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài từ ngày 28 tháng 6, kết thúc ở cấp huyện, đảng bộ trực thuộc trước ngày 20 tháng 9 và cấp tỉnh trước ngày 25 tháng 10 năm 2017. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình công tác mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý 2 triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2017. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý 2 năm 2017, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi sinh kế bền vững cho các xã vùng biển, triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quý 2, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung chỉ đạo, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động số 79 của Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 25 của Trung ương khóa 11 về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận tình hình mới, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung giám sát, phản biện xã hội, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động vì người nghèo, tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, 72 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị Mặt trận, các đoàn thể tăng cường giám sát phản biện xã hội theo lĩnh vực, thể hiện được vai trò quan trọng của Mặt trận và các đoàn thể. Đồng thời nên có sự phối hợp tổ chức các đoàn giám sát chung với đầy đủ thành phần để đạt hiệu quả cao, tránh sự chồng chéo và tiết kiệm chi phí. Về những khó khăn vướng mắc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tập trung khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới. Chiều nay, nhân dịp Câu lạc bộ Đường 9 tổ chức thông tin thời sự định kỳ tháng 6 năm 2017, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính thông báo, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, từ sau đại hội đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã triển khai nhiều biện pháp, đề ra nhiều chủ trương, chính sách phù hợp. Trên cơ sở xác định rõ tiềm năng và những lợi thế khác biệt, tỉnh đặc biệt quan tâm đến vấn đề thu hút đầu tư trên tất cả lĩnh vực, cũng như tạo những điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, triển khai các dự án, trong đó ưu tiên về lĩnh vực năng lượng, chế biến gỗ, dệt may, chế biến thủy tinh. Bên cạnh đó, từng bước đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng ở cửa khẩu quốc tế La Lai. Đặc biệt, tỉnh đã tiến hành quy hoạch khu kinh tế Đông Nam và hiện nay đang triển khai một số dự án quan trọng. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo tích cực thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, có chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng vật nuôi chủ lực, xây dựng các vùng chuyên canh, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Cùng với đó, hiện nay tỉnh đang nghiên cứu các giải pháp để phát triển du lịch lịch sử chiến tranh, văn hóa tâm linh, du lịch biển đảo và triển khai các dự án khai thác tiềm năng vùng cát, nâng cao năng lực khai thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản. Ngoài ra, tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chín đã trao đổi thêm về những vấn đề mà cán bộ, hội viên câu lạc bộ Đường Chín quan tâm và mong muốn câu lạc bộ tiếp tục hoạt động có hiệu quả và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hải Lăng. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa 14, các cử tri tỏ ra phấn khởi và đánh giá cao nội dung kỳ họp, mà nhất là khâu chất vấn, trả lời chất vấn rất thẳng thắn và đi vào trọng tâm những vấn đề mà cử tri cả nước đang quan tâm. Cử tri hai xã Hải Sơn và Hải Hòa cũng đã gửi đến các đại biểu Quốc hội những ý kiến, kiến nghị về những vấn đề đang tồn tại ở địa phương như tình trạng thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn kéo dài, kèm được các cấp đầu tư xây dựng các công trình để giải quyết. Tình trạng khai thác cát ở thượng nguồn sông Thác Ma và Ô Lâu đã làm sói lở bờ sông. Nhiều cử tri cũng kiến nghị các cấp cần quan tâm bê tông hóa, điện đường chiếu sáng nông thôn, giải quyết các tranh chấp về đất đai giữa xã Hải Sơn, Hải Chấn. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo chính quyền địa phương đã giải trình một số vấn đề liên quan và tập hợp những vấn đề còn lại để gửi đến các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại cụm xã Mò Ó và thị trấn Cơ Đông Cơ Lang, huyện Đắk Cơ Đông, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội cũng đã có cuộc tiếp xúc với cử tri. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, các cử tri kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, đất nông nghiệp thu hồi, bồi thường có giá thấp nhưng khi đấu giá lại cao hơn. Cử tri kiến nghị nhà nước cần tạo điều kiện cho các hộ gia đình khó khăn được đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở. Vấn đề xử lý vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn hiện nay đang còn gặp nhiều khó khăn. Các cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ nguồn, quan tâm bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương. Vấn đề quan tâm hiện nay là con em ở miền núi ra trường vẫn chưa có việc làm. Công tác chuyển đổi, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho các lao động ở miền núi và một số vấn đề khác. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình nhiều vấn đề mà các cử tri quan tâm. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đoàn đề nghị các ngành, các cấp, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được đoàn tiếp thu, tổng hợp, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tại cụm xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, chiều nay đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội, đồng chí Hồ Thị Minh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hương Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri. Cử tri cụm xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo tỉnh nhiều vấn đề quan tâm, trong đó cần giải quyết chế độ chính sách đối với các bệnh binh, giải quyết dứt điểm những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng vướng mắc, tranh chấp, các chế độ chính sách liên quan đến cấp đất sản xuất, đất ở và nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ chính sách ưu đãi dành cho học sinh bán trú theo quyết định 116. Các cử tri cũng kiến nghị với Quốc hội cần quan tâm nhiều hơn đến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa bàn miền núi và một số vấn đề khác. Thay mặt đoàn, đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, với trách nhiệm của mình, đoàn sẽ tập hợp và chuyển những ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, sớm trả lời cho bà con. Đồng chí cũng thông tin thêm, hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh rất quan tâm đến thu hút, xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, qua đó tạo công ăn việc làm, tiêu thụ giải quyết đầu ra trong tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chương trình hành động số 36 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phan Văn Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà.
Thực hiện chương trình hành động số 36 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, thành phố Đông Hà đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch và chương trình hành động để tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt các tiêu chí để được công nhận đô thị loại 2 trước năm 2020. Thời gian tới, thành phố Đông Hà tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phan Văn Phụng đề nghị thành phố Đông Hà cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch phải tổ chức quản lý chặt chẽ, chú trọng đến quy hoạch thành phố gắn với sông Hiếu, lấy trục sông Hiếu làm trung tâm để phát triển hài hòa ở các phường ven đô và lân cận. Cần xây dựng lộ trình phát triển đô thị hợp lý, có bước đột phá mạnh mẽ để đáp ứng các tiêu chí đề ra. Sớm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vướng mắc khó khăn và chủ động làm việc với các ngành để tìm ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự có hơn 100 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện của 4 địa phương gồm huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà. Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được nghe các chuyên đề như kỹ năng thẩm tra giám sát việc lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, kỹ năng xem xét thẩm tra báo cáo dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân, chất vấn thuyết trình tranh luận của đại biểu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân, tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân. Bên cạnh đó, các đại biểu được thực hành tình huống cụ thể về kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Qua đó chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc trong hoạt động thực tiễn của người đại biểu dân cử. Ở tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Nhân dân cấp huyện mới được tổ chức lại, vì vậy những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại hội nghị tập huấn sẽ giúp các đại biểu hiểu rõ hơn, sâu hơn về vai trò vị trí của người đại biểu nhân dân, từ đó nắm chắc các kỹ năng hoạt động để hoàn thành tổ chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian tới. Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 28 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm và trao quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Triệu Phong. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đã đến thăm và trao quà cho các gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và bà mẹ Việt Nam anh hùng ở các xã Triệu Trạch, Triệu Thượng, Triệu Sơn, Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu Đại, Triệu Ái và Triệu Trung, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm 700.000 đồng tiền mặt và quà. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần của các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đối tượng chính sách vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, làm gương cho con cháu để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 6, Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, hướng đến sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ hội nhập. Trong những năm gần đây, các cấp, các ngành và đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ, góp phần từng bước xóa bỏ định kiến giới để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới. Phóng sự sau ghi nhận tại thành phố Đông Hà. Vợ chồng ông Hoàng Đình Lợi và bà Hoàng Thị Tiêu ở khu phố 9, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Sau khi lập gia đình, ông bà luôn chăm chỉ cùng nhau chia sẻ công việc đồng áng, trồng rau màu, chăn nuôi lợn và mạnh dạn đầu tư mở cơ sở xây sát, phục vụ người dân trên địa bàn nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Mặc dù bận bịu với công việc đồng áng, nhưng ông bà luôn tranh thủ thời gian gần gũi các con để khuyên răn, dạy bảo. Gia đình là có từ trước đến giờ là có hẳn của thầy, vì là có bố mẹ mình làm, là có như là công việc như răng, khi còn nhỏ thì học hành. Về trong nhà là không thể được chi hết, thì mà có như cơm chưa có thì nấu cơm, mà hiện có thức ăn thì ra ngoài vườn hải rau của nó ăn, thế thôi. Nên chỉ mọi người đều giúp nhau là phải cộng tác với nhau là để làm việc, thế thôi, chứ không có cái việc đàn ông với đàn bà ấy là hết, để mà có ai rảnh thời gian thì có những cửa là gì giúp nhau mà nấu ăn nấu đi làm gì thì sắp được, thế thì mọi chưa được. Cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành và cộng đồng xã hội,
nhất là Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố. Đến nay, nhiều thành tựu về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Đông Hà từng bước được khẳng định. Số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa ngày càng tăng lên, 19.265 trên 20.700 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 93%. Vì vậy, ngày càng có nhiều gia đình là tấm gương sáng trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình vợ chồng có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau trong các hoạt động của gia đình. Và để đảm bảo tốt cái nội dung của kế hoạch 453 của thành phố về thực hiện chương trình kế hoạch hành động quốc gia về bình đẳng giới thì tiếp tục thực hiện các cái nội dung như sau. Thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền về các vấn đề về bình đẳng giới, và xem đây không phải là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà là của mỗi gia đình và toàn xã hội, đảm bảo cho cái công tác bình đẳng giới đến với mọi người dân. Thứ hai là nhân rộng các cái mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình trẻ của đoàn thanh niên, và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cái mô hình truyền thông này. Và thứ ba nữa là đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh cái tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình, tuyên truyền nâng cao vai trò của gia đình trong thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện bình đẳng giới là một việc làm lâu dài và cần sự phối hợp đồng bộ của toàn xã hội. Để có được bình đẳng giới bền vững, phải bắt đầu từ trong mỗi gia đình. Và thực hiện tốt bình đẳng giới trong gia đình là biện pháp hữu hiệu để xây dựng một xã hội no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, hôm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Quỹ Unilever tổ chức Ngày hội Cơm Ngon, Con Khỏe. Ngày hội Cơm Ngon, Con Khỏe lần này thu hút sự tham gia của hơn 600 cán bộ hội viên phụ nữ đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động như tham gia các trò chơi, ô chữ may mắn, giúp thăm trúng thưởng và chế biến món ăn. Ngoài ra, các chị em phụ nữ còn được các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn về những kiến thức, kỹ năng thực hành nấu các bữa cơm dinh dưỡng, sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, kiến thức cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Đây là hoạt động bổ ích, không chỉ giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức trong việc đảm bảo vi chất dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và biết thêm nhiều kiến thức để nấu ăn ngon hơn, mà còn là nơi để giao lưu, chia sẻ, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong gia đình và giữa các gia đình với nhau. Thưa quý vị và các bạn, trở về sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Xuân Quý đã đem hết khả năng của mình để xây dựng kinh tế gia đình, chung tay phát triển quê hương đất nước, tạo điều kiện cho nhiều đồng chí, đồng đội của mình ổn định cuộc sống. Ông Hoàng Thanh Tân, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, sau khi rời quân ngũ, mang trong mình những vết thương chiến tranh khó có thể phục hồi và cũng là người chịu nhiều thiệt thòi do chất độc hóa học. Cuộc sống gia đình luôn trong tình cảnh hết sức khó khăn. Thế nhưng với sự giúp đỡ của cựu chiến binh Trần Xuân Quý, gia đình ông hiện tại đã có thể thoát khỏi nghèo khó bằng việc kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng. Năm 2007 thì anh em chúng tôi đã bắt đầu làm tôm, thì cũng đã làm với nhau rồi là hỗ trợ giúp đỡ cho nhau, cũng nhờ anh Quý là tài trợ của chúng ta đấy, để cho các anh em trong hội cựu chiến binh về chiến sĩ 81 ngày đêm thành cổ là để mà đùm bọc nhau để mà xây dựng kinh tế để hôm nay vững được. Là thằng anh em tôi là tuổi già cả rồi nhưng mà đã từng đứng được là tin trong đời đồng chí vẫn còn sâu mãi đúng trong tâm. Cựu chiến binh Trần Xuân Quý rời quân ngũ năm 1976, tiếp tục sự nghiệp xây dựng lại quê hương sau chiến tranh. Nhận thấy những lợi thế của vùng biển bãi ngang xã Triệu Lăng, ông cùng nhiều cựu chiến binh khác tiên phong xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch tại địa phương này. Không dừng lại ở đó, từ năm 2006, ông đã vượt qua khó khăn để tìm học, tích lũy kinh nghiệm và trở thành người đầu tiên đưa nghề nuôi tôm thẻ chân trắng về địa phương. Không chỉ làm giàu cho mình, nhiều năm qua, ông đã đưa công ăn việc làm giúp đỡ nguồn vốn cho hàng chục cựu chiến binh trên địa bàn xã có thu nhập và việc làm ổn định. Thì mình được may mắn để trở về sau chiến tranh, thì mình phải trăn trở có cái ý gì đấy, mình làm cái gì đấy để xóa được đói, giảm được nghèo cho bà con lối xóm chung quanh, cho những đồng chí đồng đội của mình sống sau chiến tranh trở về. Bây giờ thì trở về chỉ có chiến đấu với giặc đói nữa thôi. Mà giặc đói thì chưa phải là có thể thiệt hại mất cái tính mạng lắm, mà chỉ có vất vả trí tuệ và sức khỏe, thì bây giờ tôi sẽ cũng cố gắng trăn trở.
Với phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Trần Xuân Quý đã dành tất cả tâm sức của mình để xây dựng quê hương, giúp đồng chí, đồng đội vươn lên trong cuộc sống. Ông luôn tâm niệm, đó như là một hành động tri ân đến những đồng đội đã mãi mãi hy sinh cho hòa bình, cho tự do của quê hương đất nước. Sáng nay tại xã Triệu Độ, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2017 cho con em các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai một số nội dung về luật việc làm, các chính sách tín dụng ưu đãi về việc làm như hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm, vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sự ưu tiên quan tâm đối với con em hội viên nông dân khi được tiếp cận các đơn hàng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là tín chấp của hội nông dân với các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn để giải quyết nhanh chóng các thủ tục vay vốn, tạo điều kiện cho con em cán bộ hội viên sớm hoàn thiện hồ sơ đi xuất cảnh. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận những khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết việc làm ở cơ sở, các giải pháp cần được thực hiện để tạo môi trường an toàn và lành mạnh cho người lao động dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu tìm việc làm phù hợp cả trong và ngoài nước. Phía các doanh nghiệp cũng tư vấn, công ty xuất khẩu lao động cũng đã trực tiếp đối thoại với người dân và chính quyền địa phương, ngành chức năng về thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.